Thứ sáu, bi tâm là pháp độc nhất trong kinh Bát Thành. Bi tâm này là pháp hữu vi do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vi do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ do tham luyến pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập niết bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn, bậc trí giả, kiến giả, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác tuyên bố. Chú giải: Bi tâm là một pháp tu tập lòng thương xót trước cảnh thương tâm bất hạnh của chúng sanh. Nếu một người tu tập rèn luyện được lòng thương xót tất cả chúng sanh, khi lòng thương xót ấy hiện tiền thì tất cả ác pháp như tham, sân, si, mạn, nghi đều vô tác dụng vào tâm mình. Do đó, tâm vô lậu hoàn toàn và chứng quả A-la-hán ngay liền. Người chứng quả A-la-hán đều có đầy đủ thiền định và tam minh. Các bạn đừng hiểu lầm là khi tu tập bi tâm rồi còn phải tu tập bốn thiền và tam minh nữa. Hiểu như vậy là sai các bạn ạ. Vì trạng thái bi tâm đã có đầy đủ thiền định và tam minh. Mặc dù bạn chưa bao giờ có một phút tu tập thiền định,